bắt ra mà. Chú, đầu Tuấn định hù chết tôi đấy à? Đi muộn sợ đúng không? Ông thì không thấy chắc. Thôi rồi, để tôi dọn đường cho. Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong chảo mỡ. Ok, bật bếp, cá vàng chết nhăn răng. Hai chân xinh xinh, cái cậu Trung đi muộn nhá. Ok, trừ lương, cậu Trung chết nhăn răng. Đã đi làm muộn, lại còn làm ồn. Phạt cậu 100.000. Anh ơi. Ông ơi, có phải ông biết tôi hết tiền nên ông cứu mỹ nhân đúng không? Được, ngày mai tôi mua tặng cho ông một gói bim bim. Cái gì? Bim bim á? Tôi vừa cứu bà bị phạt 100.000 đấy. Bà sống lại đi. 100 mà to á? Anh Trung, em ngưỡng mộ anh quá. Hóa ra bấy lâu nay có một người trái tim dũng cảm mà mình không biết. Nghe nói ông vừa giúp đỡ phù thủy già nua xấu xí phải không? Này ông bạn, ông vừa nói ai già nua và xấu xí? Tôi đố ông tìm đâu ra trên thế giới này có một người nào xinh đẹp như tôi đấy. Có gì đâu, kiểu linh phận nữ nhi liệu yếu đào tơ, tôi giúp đỡ cũng là chuyện bình thường mà. Liệu yếu đào tơ á? Ở trong văn phòng này tôi nhận ra một điều, chỉ có duy nhất một người còn sót lại là ông nhận ra được nét đẹp tiềm ẩn của tôi. Thôi. Mọi lần nghe giọng cười bà phù thủy, ông phải ốp 3 lớp tai phone vào tai cơ mà. Hôm nay đi làm, ông bị đâm vào ô tô hay là cột điện va phải đấy hả? Tôi thấy Kiều Linh cười như thế cũng hay đấy chứ. Mà tại sao mọi người cứ phải chê quá thế nhở? Phải chăng đây là tiếng sét ái tình? Hay là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén? Thôi thôi, đi làm việc đi, sếp trừ lương cả lũ bây giờ. Nhanh lên, đoán già đoán non. Ông trời thật lắm bất công, tại sao bụng lại nổi rông giờ này, đói quá. Ăn đi Linh. Kiều Linh, cô có biết mức phạt khi mà ăn quà vặt trong giờ làm việc là bao nhiêu tiền không? Từ sáng em chưa ăn gì, mà em không ăn thì máu không lên não, mà não không hoạt động thì không thể nào điều khiển được tay, mà tay em không hoạt động đúng thì làm sao em làm được việc mà? Trật tự. Suốt ngày lý do Lý Châu. Đã lên phòng họa sĩ lấy cái bản sao ý tưởng mang về cho tôi chưa? Em đi làm luôn bây giờ ạ. Thôi sếp ạ, trời đánh tránh miếng ăn, cứ để em đi làm cho. Quá tuyệt. Sau bao nhiêu ngày rèn luyện, cuối cùng tôi cũng làm cho văn phòng này có được cái tình tương thân tương ái. Tuyệt. Quá tuyệt rồi. Chị Linh ơi. Chị Linh, em chắc chắn 1000% là anh Trung đã trúng phải trưởng tình của chị. Không những thế, còn bị tàu hỏa nhập ma đấy. Lại tàu hóa nhập ma là yêu quá hóa rồi. Rồi ơi, Kiều Linh đây, xinh đẹp sành điệu, làm sao mà hợp với cái lão rồi ngơ ngác ngác gì không? Thế chị hợp với cái gì? Chị á, mỗi người đàn ông của chị là phải giống như Robin Hood, phóng khoáng một cách xuất chúng, mà xuất chúng một cách phóng khoáng. Khổ thân dũng sĩ, yêu phải bà phù thủy đúng là khỉ già hoàng tử. Thôi, việc quan trọng bây giờ là phải làm thế nào để anh Trung biết là chị không có ý gì với anh ấy. Chứ bây giờ anh ấy cứ yêu đơn phương thế này tội nghiệp quá. Đúng, phải tìm cách. Nhưng mà em biết không, chị cứ bị xinh ấy. Mà sức hút của chị nó mạnh như năm châm. Bọn con trai giống như đống sắt vụn, cứ thấy bay tới tấp vào người chị, làm sao chị đỡ được, đúng không? Bà mà cứ bộc lộ bản chất thật cho Trung thấy ấy thì tôi sợ
Trung Dũng Sĩ không dám đến gần con gái nữa luôn. Ông có bánh hay bim bim không? Đưa đây. Bim bim hay bánh thì không có, chỉ có sô-cô-la thôi, bán tạm nhá. Ăn từ từ thôi, không nghẹn. Biết ngay mà, đã bảo. Để lấy giấy ăn cho. Lỗ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời trắng. Đúng là yêu, bẩn mấy cũng thành sạch nhờ. Này. Hả? Giày của ông bẩn đấy, vừa đi bới rác về à? Kiếp người thì hôi như cú ấy, mấy ngày không tắm rồi. Tuần trước bà bảo tôi mặc bộ này đẹp. Mà hôi thật. Thế từ mai tôi thêm nước hoa nhá. Bà thích xịt loại gì? Cỡ như ông ấy, phải nước xịt phòng mới được. Nước xịt phòng tí mua. Thế bà thích loại gì? Trên đầu những rác cùng rơm, chồng yêu chồng ngửi hoa thơm rắc đầu. Đó là tình yêu, vô duyên đến mấy cũng thành rất duyên. Mỏi lưng quá. Gối đây, gối đây, gối đây. Nào. Hồ trên này cũng đưa cho tôi à? Này, từ sáng đến giờ ấy, bà thấy tôi có ga lăng không? Có mà lăng xăng thì có. Tôi muốn hỏi bà chuyện này. Thực ra thì con gái thích tỏ tình như thế nào? Tôi không thích tỏ tình kiểu gì hết. Tỏ tình với tôi á, tôi là bẹp một phát chết dí. Rồi tôi ngồi lên. Hỏi linh ta linh tinh. Rồi ơi, làm thế nào để tỏ tình với một người con gái bây giờ? Yêu là không hối tiếc. Có lỗi toàn là như điếc. Yêu phải biết cương quyết. Nồng nào và thông minh thiết. Sốc tới đi. Có cái nắng, có cái gió, nhưng không có cái đó thì yêu làm gì? Em nghĩ con gái thường là thích những thứ lãng mạn. Và chị Linh cũng thế thôi. Nhâm tâm, nhâm tâm em ơi. Đúng rồi mà đại ca. Cái gì thế này? Ôi, bóng à? Hello. Cả nhà thấy được không? Ấn tượng chưa? Lãng mạn chưa? Ai cho phép cậu treo lủng la lủng lẳng trong văn phòng? Rồi là rác thì bay từ lung tung thế hả? Anh định tỏ tình thật đấy à? Mấy câu thơ chế mà có tác động thế cơ à? Tỏ tình? Tôi không hiểu. Thì thực ra là anh Trung thích chị Kiều Linh, cho nên có màn tỏ tình lãng mạn này là cho chị Linh đấy. Ông chắc chắn chuyện này chứ? Tôi thấy không có dấu hiệu gì bà phù thủy sẽ trả lời ông đâu. Ai cho phép cậu đem chuyện tình cảm xen lẫn vào công việc hả? Tôi dặn bao nhiêu lần rồi, điều thứ nhất trong phòng mình. Ôi giời ơi, không phải. Đây là không phải là tỏ tình với cả Kiều Linh. Cái đống này là như thế nào? Chả phải ông đang say nắng say gió bà phù thủy còn gì. Khổ quá, tôi có thích bà Kiều Linh đâu. Tôi đang thích một em hàng xóm mới chuyển đến, nên mới phải mượn Kiều Linh để rèn luyện bản lĩnh ga lăng. Và để chữa bệnh nhát gái thì phải dùng Kiều Linh làm giáo cụ trực quan, kiểu chuột bạch thí nghiệm ấy. Ra thế. Thế thì anh chỉ cần rèn luyện ga lăng được rồi. Sao vẽ vời ra thế này làm gì ạ? Nhìn cái chỗ bóng bay này, anh nghĩ là cũng phải được 3 cái suất cơm trưa đấy. Không không, anh nói thế, tưởng tượng không ăn thua. Em phải học đi đôi với hành. Luyện tập là phải thực hành luôn. Mà tôi cảnh báo cho ông biết nhá, phản ứng của phù thủy sẽ kinh dị hơn bất kỳ phản ứng nào. Ông hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận đi. Thì đấy, chính vì thế tôi mới phải chọn Kiều Linh để rèn luyện bản lĩnh tinh thần thép. Ông biết thừa là bệnh tôi nặng mà. Xe mà đã chạy quen đường sóc rồi thì ra đường cao tốc chỉ có phút. Ôi thật kìa, Kiều Linh kìa. Bà Linh à, tôi chỉ định nói với bà là
không nói được thì đưa đi. Tôi cũng thích ông. Ok. Cái gì? Bà hóa ra anh Trung đã chi phụng được chị Linh à? Không, tôi chỉ định Trung chỉ mượn bà làm giáo cụ trực quan để cưa em hàng xóm thôi. Khổ thân bà, bây giờ bà lại thích Trung rồi à? Ôi, chàng đã thích em hàng xóm mất rồi. Mọi người hâm à? Tôi mà lại thích ông ấy à? Bị bắt quả tang nhưng không dám nhận đây mà. Không phải, phù thủy chỉ nhận khi nào có dũng sĩ tỉnh thôi. Thích dũng sĩ mà, tôi giết chết hoa này. Thành công rồi.